Sáng 26 tháng 7, đoàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đến thăm các mẹ Việt Nam anh hùng và người có công trên địa bàn quận 3 nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị B tại nhà riêng trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ sinh hoạt hàng ngày của mẹ. Trong không khí đầm ấm, đồng chí Phan Văn Mãi chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị B luôn vui khỏe, trường thọ, luôn là tấm gương cho thế hệ sau. Đồng chí gửi gắm gia đình địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo chu đáo cả về thể chất tinh thần cho mẹ. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị B có hai người con là liệt sĩ, hiện mẹ đang sống cùng gia đình con trai và các cháu. Do tuổi cao sức yếu, mẹ đi lại khó khăn, thường xuyên đau bệnh, cuộc sống tạm ổn định. Đến thăm thương binh Huỳnh Lập Hiến tại nhà riêng trên đường Cách mạng tháng 8, phường 10, quận 3, đồng chí Phan Văn Mãi cảm ơn ông Huỳnh Lập Hiến đã hy sinh một phần cơ thể mình để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc vì bình yên của nhân dân. Ông Huỳnh Lập Hiến là thương binh hạng đặc biệt với tỷ lệ thương tật 92%. Năm 1985, ông nhập ngũ tham gia chiến trường Campuchia và bị thương vào năm 1987. Hiện sức khỏe ông Hiến yếu vì vết thương cột sống, bị liệt từ ngực trở xuống, bị hoại tử phải cắt bỏ chân trái. Hiện ông đang sống cùng chị gái, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đoàn cũng đến thăm ông Trần Văn Tám tại chung cư trên đường Trương Định, phường 9, quận 3, là cha liệt sĩ Trần Văn Khánh, hy sinh năm 1988 trong trận chiến đấu truy quét tàn quân Pol Pot. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tặng quà thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần ông Trần Văn Tám và mong gia đình, địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho ông. Đến thăm ông Nguyễn Văn Đại, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61-81% tại nhà riêng trên đường Baxter, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Đồng chí Phan Văn Mãi cảm ơn trân trọng những cống hiến của ông Nguyễn Văn Đại đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Bày tỏ niềm vui, hạnh phúc trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Đại khẳng định tiếp tục tích cực tham gia các hội, đoàn thể để đóng góp nhiều hơn nữa cho địa phương. Dịp này, đồng chí Phan Văn Mãi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương theo sát các trường hợp thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, thực hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, kịp thời động viên tinh thần, chăm lo chu đáo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.